Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình đi chữa cháy dân nhạc cho anh Quân tại Đam Giang nhá anh em. Dịch vụ Minh Hải, rạp quá đẹp luôn nè, rạp kiểu như là rạp sự kiện luôn á anh em ạ. Đẹp đây không rẻ tiền đâu nhỉ, rạp quá đẹp luôn nè, thật là tuyệt vời luôn. Dịch vụ tiệc cưới Minh Hải Nam Giang nhé anh em, rạp quá đẹp luôn. Và bây giờ hai anh em đã ráp đồ xong, chuẩn bị chiến thôi anh em ạ. Đây lúc chuẩn bị chiến thì anh em có quay kỷ niệm luôn này, sau này có thể xem lại vui. Đây tay drum Hà Bầu, và cũng là ông bầu ở Hà Bầu luôn nha anh em. Nhỏ nhưng mà có vỏ lắm anh em ạ. Làng tưng nhá. Rồi bánh kem, bánh kem 3 tầng. Rồi sân khấu quá đẹp luôn, màn hình LED rất đẹp, trang trí bông hoa các thứ, giống như tổ chức sự kiện nào đó luôn. Bạn đã dọn xong, chuẩn bị khách đi đông đủ để làm tiệc với anh em. Từ tầm 10:30 là anh em những khách thì chưa đủ. Rồi sau khi ráp đồ xong, trong lúc khách chưa đi đông đủ, ngồi cắn hạt dưa thôi anh em, không biết làm cái gì nữa, ngồi chờ thôi. Đây khách đi sắp đông đủ, để quay anh em này, hai anh em này vừa cắn hạt dưa vừa chờ khách tới, chuẩn bị đủ giờ rồi qua tấu vài bài rồi làm thôi anh em. Của tất cả quý vị khách quý đến đây tham dự lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Trần Hầu sẵn tin cùng với chú rể Công Nghĩa. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây một lần nữa Mai Ngọc xin được trân trọng thay mặt cho nhà hàng tiệc cưới Minh Hải xin được thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý chúng ta đang còn ở phía bên ngoài thì xin hãy nhanh chân di chuyển vào phía bên trong, chọn lựa cho mình một vị trí ngồi phù hợp nhất và ưng ý nhất để an tọa, và nhằm giúp cho lễ vu quy của đôi uyên ương ngày hôm nay sẽ được diễn ra theo đúng thời gian vàng mà hai bên gia đình đã chọn lựa. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây thì ban tổ chức của chúng tôi cũng đã chính thức mở cửa và chào đón sự đăng ký từ chính những giọng ca vàng của quý vị. Mai Tổng mong muốn tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ liên tục đăng ký về với ban tổ chức của chúng tôi những ca khúc mà quý vị cảm thấy hay nhất và ý nghĩa nhất để thay cho lời chúc phúc thật là đặc biệt trong ngày hôm nay gửi tặng cho cô dâu Trần Hầu và chú rể Công Nghĩa. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Mai Tổng xin được trân trọng kính mời và trân trọng cảm ơn. Pháo tay thật lớn, thật dài và thật lâu tiên để
chào đón tôi Huyền Ngư. Và cho các mai tầm xin được trân trọng kính mời và kính giới thiệu lên sân khấu ông Trần Công Hiếu cùng với bà Huỳnh Thị Uyển là thân sinh và phụ mẫu của chú rể Công Nghĩa, xin được trân trọng kính mời. Đây thì trên sân khấu tình yêu của chúng ta chính là một bức tranh rất tuyệt vời, một hình ảnh vô cùng đẹp về một đại gia đình hạnh phúc, và cho phép Mai Tầm xin được trân trọng kính mời đại gia đình. Thank you.